Thưa quý vị, của ít lòng nhiều, của cho không bằng cách cho, cùng chung tay với Phật giáo cả nước giúp đỡ bà con vùng dịch, Phật giáo tỉnh Quảng Nam cũng tích cực vận chuyển hơn 35 tấn hàng hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này cũng đang được Phật giáo tỉnh thực hiện với mong muốn gom góp thật nhiều lương thực thực phẩm, giúp đỡ được thật nhiều người hơn nữa. Rạng sáng ngày 20 tháng 7 năm 2021, hai chuyến xe chở hơn 35 tấn hàng hóa gồm lương thực thực phẩm hướng về thành phố Hồ Chí Minh đã xuất phát tại chùa Minh Tân, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Có thể nói đây là đợt vận động rộng khắp của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào phương Nam đang thực hiện giãn cách xã hội bởi dịch Covid-19. Từ các huyện miền núi như Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức đến các huyện đồng bằng như Phú Ninh, Núi Thành đều tham gia đợt thiện nguyện lần này. Đại đức Thích Tâm Huy, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Phước Sơn, trụ trì chùa Yên Sơn đã vận động bà con quyên góp hơn 4 tấn hàng nông sản miền núi. Đại đức Thích Tịnh Minh, trụ trì chùa Hữu Lâm, huyện Tiên Phước cũng đã vận động bà con miền núi gom góp hơn 6 tấn nhu yếu phẩm các loại. Còn các em Phật tử chùa Trà Dương, huyện Bắc Trà My đã tích cực tham gia góp những nông sản nhà mình trồng, cũng như vận động bà con địa phương ủng hộ. Tại huyện Núi Thành, từ xã miền núi Tam Sơn, sư cô Thích Nữ Diệu Nghiêm, ủy viên Ban trị sự Phật giáo huyện, trụ trì chùa Yên Sơn đã vận động các tổ chức cá nhân, đạo hữu Phật tử xa gần ủng hộ hàng chục tấn hàng với nhiều loại thực phẩm. Đến xã đảo Tâm Hải, Phật tử chùa Dương Khánh đã vận động bà con đóng góp cá khô, nước mắm ủng hộ đồng bào miền Nam. Những chuyến xe trung chuyển từ chùa Hưng Quang, xã Tâm Xuân 1, chùa Vĩnh An, xã Tâm Xuân 2 cũng đã đến điểm tập kết chùa Minh Tân, thị trấn Núi Thành từ rất sớm. Tham gia đợt này còn có Phật giáo các huyện Phú Ninh, Nông Sơn, Hiệp Đức và các nhóm thiện nguyện đã cùng nhau gom góp những mặt hàng nông sản của bà con địa phương, chia sẻ tình thương hướng về đồng bào đang gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh tại miền Nam. Trong đêm ngày 19 tháng 7 và rạng sáng ngày 20 tháng 7, đạo hữu Phật tử đã chuyển hàng lên xe. Những nhu yếu phẩm phong phú gồm gạo, mì, bí đỏ, bơ, mít, chuối, măng, chanh, bí đao được chư tôn đức tăng ni và toàn thể các Phật tử, người dân trong địa bàn tỉnh Quảng Nam gửi đến các điểm tiếp nhận như chùa Từ Nghiêm, chùa Biểu Đà, quận 10, chùa Tâm Đức, quận 2, chùa Pháp Huyền, huyện Hóc Môn, chùa Báo Ân, quận Tân Bình, siêu thị Không Đồng, quận Gò Vấp, bếp ăn từ thiện Nhân Hòa, huyện Bình Chánh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ với bà con vùng dịch. Trước đó, Ban trị sự Phật giáo các huyện, thành phố, chư tăng ni, Phật tử các cơ sở chùa trong địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đã tích cực vận động gom góp 100 tấn hàng gồm nhu yếu phẩm, rau củ quả với nhiều chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe Không Đồng hướng về miền Nam. Đây là tấm lòng của chư tăng ni, Phật tử và người dân Quảng Nam hướng đến bà con ở vùng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh với lời gửi gắm và cầu nguyện bà con cùng nhau vượt qua đợt đại dịch Covid-19.